thiếu nữ ở cùng ông lão xiềng xích một đêm năm nháy. Nghe cả nhà. Tối ngủ trong cái nhà hoa là nóng không? Trong chòi này. Không mưa thì đứng ra cũng không có nóng mát mà gió trời mát. Ờ đúng rồi, trời thấy ở cái chòi mọc giữa cánh đồng luôn luôn nhỉ. Nhưng mà ông có đối xử tốt với em không em? Em đối xử tốt với em. Vợ tới nhà. Vợ tới cả nhà. Ông lão có đối xử tốt với em không bé? Ông có đối xử tốt với em không? Ông lại kìa, như ông lại ông cưng em hay sao kìa? Ông ơi, ông này tôi, bao nhiêu tuổi? Tôi đang có thắc mắc này mấy ông. Sao? Tại sao ông lão thuê con bé này chăn bò mà nãy giờ tôi thấy ông toàn đi cột bò không à? Ừ. Như ông tức là ông chiều ông cưng con này ghê chứ. Đi bé này rồi. Đi chăn bò ấy mà có lương 200.000 ngày, đồ ăn thức uống ông mua cho sẵn, chỉ việc ngồi thế này để cho ông ngắm hả? Sao chăn bò lại là một váy ngắn thế này? À vậy là em nói xạo tôi ăn đúng không? Ông bắt nó mặt đó. Em không chăn bò, em chỉ đứng làm kiểng thôi đúng không? Thì sao mà đi chăn bò mà sao lại trắng thế này? Trời nắng mà đi mặc váy ngắn này đen hết chân sao em? Bởi vì chưa ra ngồi nè. Đâu mà nắng hơn. Đây, hai con bò đằng kia mọi người. Tết mà đầu năm đầu tháng cứ đi lông bông thế này. Rồi. Ủa vậy là em chỉ chăn bò thôi hả? Có kiểu dọn mấy cái ấy châu không? Của con bò ra không? Không. Có dọn ấy châu không? Không. Chứ anh bình thường người ta làm có thể cả gắt cỏ, cả có công việc hết. Vậy là ông này ông ưu tiên cho em á. Ưu tiên phụ nữ. Ê, cái tối ở ông ngủ ở đâu? Em nè, em ngủ nhà ông đó, ngủ đó đó. À, ở Kinh Nghĩa Trang bên này hả? Kinh Nghĩa Trang này phải không? Thì con em là tối nào ngủ ở đây hả? Trời ơi em thì bà hồi ngủ đây, bà hồi ngủ đó, bà hồi ngủ ở nhà Hoang kia, bà hồi ngủ chỗ khác, ngủ tứ tung mà. Cho anh hỏi nhé, cái giả sử như tối mà em ngủ đây thì điện nó bị hỏng, cái bóng đèn nó hỏng thì em nhờ ai sửa? Ờ, trời ơi biết được, rồi mà làm không có lo sai vậy đâu. Có khi em ra nhà Hoang em ngủ nè, rồi kiếm bạn nào đó qua nhà bạn ngủ nè. Đừng nói với anh là cái bóng điện hỏng xong rồi em kêu ông qua sửa nha buổi tối nha. Trường hợp đó chưa có nên chưa biết. Chưa có, nhưng mà có bữa nào đã xảy ra chuyện nào chưa? Lâu lâu nó bị điện nó bị mát á thì có ông qua ông sửa rồi ông cũng về thôi, có gì đâu. Ông sửa không có điện đâu hả? Sửa cho ông sửa rồi. Style ấy nhỉ? Cho nó mát mà. Hiện đại nhỉ? Hiện đại đấy. Coi mặt. Ủa, bánh mì đã hết rồi á, nhanh vậy. Có đâu? Còn. Em ăn không hết đi. Ăn đi. Chừa cho ông lão hả? À, chừa cho ông. Ê, ăn không hết, lát ăn. Chứ không cho luôn hả? Nhưng mà theo tôi thấy cái miệng này cũng rộng đấy. Ủa mì vừa miệng luôn đó. Ừ. Trời ơi, gặm của mấy anh thì nó được hơn. À, cái gì? Nó đòi gặm bánh mì của anh em mình. À, đòi gặm cái ổ bánh mì của mấy anh đó hả? À. Em chứng nào tận đấy rồi. Ừ, em cứ chứng nào từ đấy không? Em đi gặm mấy ổ bánh mì của mấy ông kia. Ông có gặm của mấy ông kia không? Hư lắm. Chắc gặm ngoài. Trời ơi, em phải gặm của mấy anh quá. Hư lắm. Phải gặm có anh Trình chút. Mấy anh không bánh bánh mì đâu. Có bánh mì xúc xích gì ở trong người anh kìa. Đó. Anh không có bán bánh mì. Hư lắm. Không, thằng Thanh nó hay đi bán này, em gặp của nó đỡ đỡ được. Thôi, ba anh đi mà mỗi anh đây phiên đi em gặp cho. Xôi. Cái này thích ăn bánh mì nha. Con nhỏ nó thích ăn bánh mì không ạ? Bánh mì xúc xích vô leo cũng được. Đi, anh Trình, đi, mình lại đi. Đó, anh Trình trước đi. Đâu. Đó, vô trong đó kìa.
trong nào? Anh Trình, anh Trình nại nại coi, anh nại nại xem thế nào. Anh đã bảo là anh không có bán bánh mì. Anh lại xem bé ăn kiểu gì. Anh ở đây anh có con cá lóc nướng em ăn không? Cá lóc 2 kg em ăn được không? Cái gì ăn cũng được hết á. Đây 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 đây. Ăn cá lóc nướng nha. Ờ. Không nhưng mà con cá lóc nướng của anh nó hơi đắng. Cá lóc nướng được không? Không, em ăn cũng thiện kia, cũng thiện với trai trẻ. Để anh đi mua nhá. Thôi, trong người anh có kìa, trong người anh có cây xúc xích kìa. Ôi, em bậy bạ quá. Em hư quá. Anh hỏi cá lóc nướng để anh đi mua cho anh. Trong người anh có cây xúc xích kìa. Không biết anh em mình để này, không biết nó có nghe được âm thanh không ta? Hơi xa, để lại gần tí. Mặt này lại khoái thành như thế này, nãy giờ liếc thành. Coi anh chật đây nè. Anh già cả ốm yếu rồi em cũng vậy không? Cái gừng càng già càng cay quá anh chật chú ơi.